Dạ, Lương Phi xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Phi ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, hiện tại là Phi đang có mặt ở thôn Hạ Nông Đông, xã Điền Phước, thị xã Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam. Thì ngày hôm nay có cụ Đông giới thiệu cho Phi một cái hoàn cảnh này cũng hết sức là khó khăn quý vị. Phi đến Phi tìm hiểu và chia sẻ. Quý vị, chào anh Phi. Em khỏe không? Dạ khỏe anh Phi. Đây là bạn thân của em đúng không? Dạ bạn thân Lợi. Hai đứa đi đâu vậy đó? Lợi đi mua đồ nè, đi chợ nè. Mua có, mua mướp. Đi mua hay là đi xin đi đây? Đi xin. Hả? Đi xin hả? Bạn thân của em là hai đứa học lớp hả? Dạ học lớp. Cùng tuổi luôn chung hả? Em 92. 92 hả? Giờ rồi có làm nữa chi không? Dạ có bữa cái vũ không giờ. Lần bạn của em nó bị sao? Dạ cũng kiểu cũng bệnh kiểu như cũng mù mà. Cũng giống em nữa hả? Không giống mà bị mù mà thôi. Hay là có bị thần kinh không? Không, bị thần kinh không bị. Không bị bình thường. Có mù mà không đâu, hắn bị mù mà không đâu. Mù mà hả? Mù mà. Là kiểu như không biết cái mà chứ anh kìa. Không biết màu chi hả? Ủa? Không biết màu chi. Tá này màu chi cũng không biết hả? Dạ. Không biết. Rồi hồi đó đi học có biết chữ không? Có, cũng biết chữ, cũng biết nhắn tin đồ được. Mà đang không biết màu chi hả? Dạ. Hai đứa hả? Rồi cũng không có vợ con vậy hả? Chưa có. Chưa có hả? Đây quý vị cụ Đông thì quý vị cũng đã quen thuộc với anh cụ Đông. Bây giờ ảnh ở địa phương ảnh là rất là nổi tiếng luôn. Ảnh đi đào bài cũng biết ấy. Dạ. Rồi nay là anh thấy em là bên đây cũng ổn định rồi phải không? Dạ. Sức khỏe tính, cũng tính, ok rồi phải không? Tính tính. Cũng đi chơi đi đồ nữa hả? Dạ, cũng biết, con chồng cũng biết đi được. Cũng biết đi xe Honda được. Đi xe Honda được luôn hả? Dạ. Rồi dữ ra hả? Tính tính mà đi được. Có bữa tính tính đi được. Có bữa xuống Hội An luôn. Dạ. Đi chơi cũng dữ ghê chứ bên đây cũng khỏe rồi, đi chơi rồi mình đã vậy. Dạ. Rồi không biết rồi cái bệnh có trả lời thì em biết. Nhưng mà bên đây còn nhớ mấy lại không? Nhớ. Còn nhớ hả? Cũng nhớ. Đi mà có cái ba. Dạ. Hồi nào nó ra lại anh gọi em qua chơi vậy? Dạ. Thôi bây giờ mấy anh em mình vô trong để chia sẻ cái hoàn cảnh này như thế nào. Xích qua cho họ đi ghê để họ tông chơi. Rồi, ok, đi vô trong ha. Dạ. Thì cô Đông nói sơ qua cái hoàn cảnh này để anh biết được không? Nhà này thì có thằng cu nó bị, cũng tuổi con cũng đi miết. Đi như cái chi đó. Cu nó cũng bao nhiêu tuổi em biết không? Mười mấy tuổi đó, mười ba tuổi. Thằng cu nó thì nó cũng bị thần kinh hả? Dạ, có mà, dạ, bà chị nó cũng bị kìa. Ông nó cũng bị. Không bị mà bị ta tim ta ngực chứ không bị rồi. Thôi để vô anh hỏi kỹ hơn. Rồi chào cả nhà nhé. Đây cô hàng xóm hả? Không tổ cô là tổ an ninh hả? Quay luôn cô phỏng vấn cô xíu luôn. Phỏng vấn cô xíu luôn. Cô là tổ vợ mũ rồi. Vợ mũ rồi cho nó mất. Cô là tổ an ninh. Tổ an ninh tại khu vực này hả cô? Chắc là cô hiểu rõ về hoàn cảnh này đúng không? Cô. Vậy con cũng xin phép cô là hỏi cô vài câu để cô chia sẻ về hoàn cảnh này á. Dạ có gì cô nói đấy không? Hoàn cảnh này như thế nào cô? Cô như là nhà đây là có xá bả bò câu mà mẹ không mất rồi là còn là thằng đây là được ba đứa câu. Gõ anh ứa rào là còn hơi thèn. Hơi thèn mà cô như là nói chung là thằng kinh ấy, thì cũng không ổn định lắm. Ví dụ mình ở đây mà ơn lộn chuyện kêu ơn lộn bữa hơi rồi đó, nó đưa tiền hắn là rào chứ hắn không có đi lộn được. Có vấn đề thần kinh dạng như nhà có cái xe nữa cô. Rào nhà coi như là lộn máy sổ rụng mà nói chồng là cứ mượn tiền trước cô đây là biết cô cho mượn rồi đó là tới mùa là gạt sang là đang lúa cho cô. Cũng thiếu ăn là nói chung là cái hầu cô cũng giúp đỡ, ví dụ cũng thiếu là cô qua cô cho mượn luôn đó. Lẫn gạt lúa là đưa cho mình phân là cô 4 triệu cho hắn đó. Còn con đây thì nói chung là thằng đây thì ăn là thần kinh rồi cứ bỏ đi khoan này vừa đầu đi ra tới là nẻn rồi tới là nẻn ra đi kiếm đây bố kiếm con đưa vô bệnh viện tâm thần đó. Còn con đây là em thằng đó nhưng mà 65 tuổi rồi đó, ăn ở công nữa làm nữa đó, cũng bệnh nói tật. Chung là bệnh tật là ba đứa nó là có trợ cấp rồi. Thôi con cảm ơn cô cũng đã chia sẻ sơ qua hoàn cảnh này rồi, để con tìm hiểu kỹ hơn. Con hỏi chuyện với cô ha. Dạ đây được biết là cô là mẹ đơn thân đúng không?
Mẹ đơn thân. À, con ngồi đây nha. Cô là mẹ đơn thân là sinh sinh ra em này. Sinh ra em này. Năm nay cô 55 tuổi, đã hầu đó cô cũng kêu ở với là cho mẹ dòi nuôi và cho mẹ dòi cháy thấy cô kêu tự túc. Mà không ngờ đâu cô tự túc qua thấy cái thầy nó bị tâm thần. Cái đầu cô tự túc mà không biết cái chú đó bị tâm thần hả? Không, ấy là chú đó chị ổng cũng nói chung là ổng cũng ổng hiếp làm cô. Hiếp cô hả? Hồi đó là cô cũng cũng ở đó cô cũng đi nói chung là cô đi lùm về đó ông hiếp cô phải không? Cái đầu cô thấy rồi cô không biết sao cô hôm nào đâu thấy thằng thằng nó cũng bị tôm thần nữa đó. Mà đó sinh cô ra được cô mổ. Hồi đó cô mổ bốn máy vào đó cô sinh. Hồi đó là cô sinh bao nhiêu tuổi? Hồi đó cô sinh ra là cô bốn hơi tuổi rồi cô sinh ấy đó. À nói chung là bị ông nó hiếp chứ không phải là đơn thân đó mà không phải là muốn có con đúng không? Là ông hiếp là ra thằng cô này. Ra thằng cô này. Và bắt đầu không ngờ đâu rồi qua cái bắt đầu cháu bị thần kinh không bình thường, cô cực khổ cái hắn biết bao nhiêu. Dạ. Cô này là 15 tuổi. 15 tuổi. Vừa đầu cô cũng đi kêu họ gạt lúa, cái đầu hắn ở nhà mùi hơi giờ bắt đầu cũng hắn đi với lợn cạo đi chơi, cái nó kêu cô kia cho con đi chơi chứ không ngờ đâu đóng xe qua tới xin xe qua tới Đà Nẵng. Và 9 giờ Đà Nẵng rồi biết sao cái cô đi lùn về rồi cô không biết hắn cô đi tìm. À, ra tìm, tới Đà Nẵng luôn. À, đi tìm cái ra công an ra Đà Nẵng không kêu là không bé không giấu không lẹ. Bây giờ hổ mại ở đây không kêu mại tiên học. Cô là tiên hiệp nó kêu mại tiên học. Cô tiên cô tiên hiệp mà nó tiên học. Tiên học. Bây giờ công bây giờ cứ khơi tầm mại tầm bỏ cái công an bé không giấu không đưa lên bệnh viện Hòa Khánh để nhốt nhốt tiên tâm thần đó. À, tâm thần. Đó. Cái số ngày bắt đầu cái cô mượn rồi hòn số mà anh em đồ tăng đồ đi tìm không có. Tiền tứ mọc hơi giờ phim cá và tứ tăng đây mới cho cô thức cả sáng ngày với đào cái cô đi ra cô bố công an vườn cẩm lệ với đào không biết nói chung là cũng nhờ công an tìm kiếm rồi họ chỉ mình tới bệnh viện để mình nhận con. Rồi ở trong bệnh viện tâm thần nó mấy ngày rồi ở nhà ở đây tới sáng hả? Rồi nói chung là quý vị đã thấy em trai này là 15 tuổi này là em tên gì? Dạ con Toàn. Tràng hả? Dạ. Đinh Văn Toàn. Toàn hả? Dạ. À, Đinh Văn Toàn hả? Dạ. À, Đinh Văn Toàn 15 tuổi là bị vấn đề về thần kinh là hay đi lang thang bị bắt nhốt vô tâm thần đúng không? Dạ. À. Nhưng mà bữa nay đừng có đi đâu xa nữa nghe chưa? Xa là bác là nhốt là thùng ảnh đi biết rồi nè. Đi luôn đó. Đi tìm kiếm biết rồi hả cô? Cô đi tìm biết rồi đó. Ừ. Hậu đi lên Văn Thử, hậu đi xuống. Dạ, xuống bên điện. Ừ. Đi miết ở nhà cái đứa con đó. Rồi tìm cái ảnh nói sơ qua về anh chị của cô đúng không? À, bây giờ là cô nuôi ba người hả? Ba người. Là đây là anh Minh Rục. Anh Rục. Minh Rục tướng cỏ đừng cỏ. Anh cả tới chị của cô hả? À. Chị này là chị ba. Là tới cô hả? Tới cô. À, bây giờ cô chia sẻ sơ qua anh chị của cô thế nào được không? Vì ông anh là ổng là vợ chết nam đi là 15 tuổi mà trong khi được ba đứa con mà hơi đứa là cũng đứa lớn là cũng không bình thường, đứa nhỏ chuyện cũng không bình thường. Xin lỗi với con là cũng như mà múc qua nước mà hét lên cái đảo tả rụt rụt không có chi hay. À, nói chung là cũng có cũng đứt dài hay. Đứt dài hết. Tại vì tăng cô thì trừ là cô được nam đi cô cũng 55 tuổi là cô cũng gánh thốt tặng gia đình hết. Cái thứ chi cũng một thứ là cái chi cũng cô. Mà cô cũng trừ núi cho chung thì cô cũng dò cỏ rồi. Rồi cô cũng bệnh hoạn biết rồi cô cũng không có cái thức khỏe. Dạ. Sau kể nói chi tôi cũng nhờ mấy đứa con cũng quan tâm. Hiện tại là cô ba là bị bệnh gì cô? Cô đi đào hầu đó đào cho mẹ cô sinh ra là hầu đó là cô cũng biết mà cho cô mới mẹ cô là lúc hầu đó cô bị sinh ra cô bị bóng sinh hồi nhỏ có con trai chi đó. Bóng sinh hồi nhỏ. Nhưng mà giờ cô có biết gì không? Trừ cũng không bình thường cũng không biết gì hết. Hầu gì ví dụ ơn em. Hổ chị núa nói hậu ân ai ông ân thơ hậu nhịn mùi nhà chú này sao nó da chú như đen thui vậy? Ổng hậu nhỏ chị ổng bị nhỏ như vậy hả? Mà sao hai mắt của chú nó vàng khè? Ổng bị bệnh chứ nó bệnh gan nữa, Mà hai con ngưu của chú với hai ngưu của cô nó xanh nó giống vậy. Bị bệnh bóng sinh hồi nhỏ đi trời. Ổng trên lẩu con là bệnh viện là thốn rồi là đi bệnh viện hết hơn 10 ngày rồi. Tháng đi hết 20 ngày, đi bệnh viện hả? Bệnh viện
bệnh viện bên Điện Bòn. Em cứ làm biết mà bác sĩ mà cứ quen mẹt luôn mà. Chú bao nhiêu tuổi rồi? Ông làm đi sáu mấy tuổi rồi, sáu bả tuổi rồi. 68 68 tuổi thân. À, tới cô bao nhiêu? Cô đi tuổi Tý đây. Sáu bốn. À, cô 64 tuổi. Chú 68, cô 64, rồi cô 55 hả? Cô 55. À. Rồi cô là trước giờ là bị người xấu hãm hại rồi có em này thôi. Có em này. Rồi cũng không có có gia đình nữa hả? Cô không có gia đình nữa. Khờ quá. À, bị khờ quá hả? Em là nhà ở gần đây luôn hả? Dạ, thằng Kim. 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 Mà đang biết như thế này chơi đi. Bọn bé à? Đây là bọn bé tờ. Là bọn của bé tờ. Bọn bé tờ. Là bọn bé tờ. Bé tờ. À, nói chung là cũng năm thấy hả? Ông năm thấy nè. Bé tờ nó đâu có bị bệnh. Phải đi gì đâu rồi, nhóm cao phân. Không bị bệnh nó cũng khờ. À, khờ thôi chứ không bị bệnh. Rồi mà thôi bây giờ chia sẻ tiếp về hoàn cảnh của nhà cô Hiệp ha. Cô là nói chung là hồi trước là cũng khờ khờ cô ha. Cô cũng khờ khờ muốn chơi. Cũng khờ khờ nhưng mà bị người xấu hãm hại. Nhưng mà có biết ông đó không? Biết chứ. Biết. Không, tự đi ra nó cũng chết. Biết mà trừ cũng núi trong động bỏ đi bốn bánh bô bánh đồ. Ông là người khác tới hả? Ở nơi khác tới hả? Hồi xưa ông bị bóp bánh bô bữa túi rồi, gặp. À, ông vô ông bán bánh bao, ông thấy cô. Cái ông cờ ra chợ, ông cũng thấy rào. Chợ ông cháy rào. À. Nhưng mà không ấy sinh ra cô này tưởng của nó. Bánh bô ấy là cũng đòn quần đồ con cũng kêu thâu kỹ. À, đứa đồ là... Nuôi con cũng được kỹ. Không ngại đâu. Cháu thấy rào. Mà thèm giái cháu rào mà đồ con vợ thèm ấy giữ là đã. Biết ẩm giữ là. Rồi ông này ở nhà có phá không? Thu chặt phá gì không phá mà có cái đà là ông đà lì. Đà tàu xóm ngủ. Túi đồ ông hốt răng. Hốt kìa con nè. Ừ. Ông hốt biết rồi đó. Hốt mà hốt đâu biết chữ đâu. Không biết chữ, cái hốt tùm bay tùm bòa cái đứa đó. Nếu rồi bây giờ nhà cô là có được cái hỗ trợ chứ không? Vừa hỗ trợ bên cái dụng thốn rồi là hỗ trợ mấy ông anh đi đây mấy được ít cho cô về cô cũng trả má muối vào chài phân thuốc rồi đó cho cô cũng dùng tiền trợ cấp xã hội tiền cấp xã hội sao chứ cần tiền trợ cấp xã hội là con trai của cô được nhận rồi anh với chị cô là được nhận là ba còn cô không được hả? Cô không có. Anh này cũng to anh sao chứ hả? Nói chung là bây giờ quý vị cũng đã thấy trong nhà là có ba người đều có bệnh hết, đều có nhận tiền trợ cấp của xã hội, trợ cấp của nhà nước là tháng được bao nhiêu cô? Nói chung là ông anh là được 504, còn bà chị này là được 302, cô đi được 302. Là 702 với 504 hả? Rồi cũng gần được 2 triệu đó. Nhưng mà trong cái 2 triệu đó thì cả nhà cũng hàng tháng mình cũng trông mong vô cái số tiền đó để mình cô cũng trông mong là cái tiền là trang trải má muối vào chè với rồi thứ này thứ kia đồ đốn tiệc đồ thứ đó trong nhà lại cúng nhiều cúng chết nhiều quá rồi cúng hết rồi. Bây giờ có ai uống thuốc gì không? Ông anh đi là ông cũng uống thuốc. Bây giờ còn bà chị nó cũng ăn thuốc meo nữa đó. Nói chung là cũng không được khỏe mạnh mấy. Nói đi nhập viện gì? Là cô này thì người dáng người nhỏ nhỏ vậy, bệnh tật nhỏ nhỏ vậy. Bệnh tật nhỏ chứ trời. Lặn rút lặn nữa. Hơn em có 70 kg, ngủ có 35 kg thôi chứ. Cô được 30 kg, ông đi được 35 kg. À, cô 32 kg, còn chú 35 kg. 35 kg. Là do trong người là bệnh tật. Bệnh tật, lặn rút lặn. Rồi chắc là ăn uống cũng... Ăn uống gì, ví dụ là tiền nói chung là tiền má muối là cô cũng có. Ví dụ ăn ra, ăn đồ cũng ở đây, cũng mấy chị, mấy đồ tân xuống, ví dụ là có đâu lao thì mấy chị cũng cho cô tơ bào, tơ bí, tơ đồ cô cũng mua đồ ăn đấy đó. Cô cũng nhờ, nói chung là cũng nhờ mấy chị tân xuống đây còn tiền bạc thì cô không có đi chợ đều đây. Nói chung là ai có rau, ai có chi là ủng hộ cho cô được đó. Cho mình miếng mình ăn. Còn không đi chợ. Cô không đi chợ thôi.
không đi chợ được lấy bốn ví dụ bốn cái chi rồi cô ví dụ luôn là hơi ban ngày cô mua chịu xíu có chứ đồ đứa đó. Và bây giờ có cô có cái mong muốn gì không, cô nói con nghe thử. Thì nuôi trong thì kệ cũng hoàn cảnh cô gì cũng khó khăn. Yeah. Thì anh chị bệnh lây bệnh xuống con thì tật quyền, còn bà chị thì cũng bệnh hoạn tật cũng tật quyền. Thì thôi cô cũng mong muốn là cũng nhờ hơi đứa con có được giúp đỡ trong gia đình cô để cô thứ hết là cô cũng xin cũng ơn. Cô cũng khó khăn quá nè. Yeah. Cô đi nói cho cô cũng bệnh hoạn được, ví dụ cô từ nén thì cô đi làm được mà. Cô có làm gì được không? Cô thì bệnh hoạn không mỗi chị biết mấy, mà cô nghe mỗi lần cô nghe cái tiếng mưa á. Nhà cô em cô đi biết ngoài đường cũng như mà cô cũng như cô điên lúc cô nghe cái tầng mưa rồi cô đi biết rồi đó. Hầu đại dâm là cô sợ, cô núp. Cô nghe hầu, tiếng mưa là cô sợ. Cô sợ. Có hầu mà cô nghe cái tiếng mưa cô tung đà cô xuống nhà bà chị này. Bà chị nó kêu bên ngồi im đó nè. Cái trời cái đà cô hầu cô nghe cái tiếng mưa rồi cô đi liên biết cô sợ tiếng mưa gớm lắm. Sợ tiếng mưa hả? Nghe cái tiếng mưa rồi cô sợ kinh lắm. Tiếng mưa là nó dội vô cái tôn á hả? Nó dội vô không cô nghe cô chịu không nổi đó. Nó rầu nghe sợ. Rồi cô sợ. Dòng xét rồi cô sợ hướng nào cô? Dòng xét cũng sợ. Nói chung là cô là chắc cũng có chút về thần kinh. Nói chung là nhỏ này là cô nghe có tiếng mưa rồi cô sợ, có hầu cô đi tới có hầu cô nghe cô mô mưa cô đi đỡ ngồi đòn nữa đó. Có hầu cô tung đỡ vô nhà họ đó cô hầu ớn biết là còn số biểu ớn biết cô á là họ đồng thanh mà họ biết cô cái tôi cô đi ăn trợ. Có lần cô tung nhà bà chị đó, bà chị bà ơn cô gì nè. Bà đầu cô chạy xuống bà chị bà ơn cô cứng thép cái bên nước im thế nào. Cô sợ tiếng mưa. Nghe tiếng mưa là sợ ghê. Sợ kinh đó. Mà đang loại nó biết đồ. Rồi có làm được cái việc gì không cô? Cô không làm được cái việc gì hết trơn. Cô bệnh quặn đi đây. Bây giờ cô làm máy sổ rụng đấy rồi. Là máy sổ rụng thôi đó. Rồi lấy cái gì mình nuôi cả nhà đây? Ví dụ thì có má, chỉ có chị mình ăn nái đó. Có chị ăn nái thôi hả? Rồi mỗi lần mà đi viện nguy đồ rồi tiền nào mình lo. Ví dụ hồi mua đi cô đi bệnh viện rồi cô trả cho bà chị đi cô mượn tiền của chị rồi tới mùa cô đang lúa. Ông nhà bà chị đi khi đâu? Khi mà căng quá là đi mượn xong mới là bán lúa trả. Tới mua tốn lúa trả. Cứ hạ cũng cho đồ. Dạ. Đầu vừa rồi anh nhỏ này vô bệnh viện tâm thần đó rồi có bị đóng tiền phí gì không? Ra thì họ thấy hoàn cảnh cô cực khổ quá rồi cô họ cũng không lái. Okay, thu cho mẹ đi ra. Cô con mà giống. Thì ra với đại qua thấy cô cực khổ quá thì cái cô mà anh này anh vẫn biết chứ bộ, anh tỉnh chứ bộ. Không biết cái gì cả, cũng đây gần đây đó thì biết không biết đoàn về ra nào cô đi tìm biết nữa ở nhà hát biết đó hả, ở nhà cái hốt nào biết rồi. Thì hôm nay cũng đến thăm gia đình mình. Con cũng không biết nói gì hơn, cũng mong là cô có thêm cái sức khỏe rồi cô lo cho cả nhà. Rồi cũng thay mặt cho các nhà hảo tâm để đến đây chia sẻ những cái phần yêu thương đến với gia đình mình, để gia đình mình có thêm cái điều kiện rồi trang trải cuộc sống, rồi những lúc bệnh tật rồi cũng có điều kiện để uống thuốc ha. Vâng, thì Phi xin thay mặt các nhà hảo tâm gửi giúp cho gia đình của cô Hiệp số tiền 15 triệu đồng. Và số tiền này là gồm có của các nhà hảo tâm sau: là gia đình của bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ là 1 triệu, anh Khen Trần ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Hét ở Canada là 1 triệu, chị Nguyễn Thị Mỹ Liễu ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Phường Vĩ Phạm ở bên Canada là 1 triệu, chị Hồ Thị Tú ở Hồ Chí Minh là 1 triệu, chị Kim Liên ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Kim Loan Trần ở Tây Đức là 500, chị Hoàng Thị Thơm là 500, chị Lê Thị Hiền ở bên Mỹ là 1 triệu, hai chị em của chị Lý Thục Hòa và Lý Thục Thuận ở bên Mỹ là 1 triệu. Phi trích cái tiền quỹ ra 2 triệu. Cuối cùng là anh Băng và gia đình của anh Băng là 3 triệu. Tổng số tiền là 15 triệu cô ha. Này con gửi nè. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, rồi đủ 15 triệu đây cô ha.
Thì trước hết thì cô cũng nhận cái số tiền đây là cô cũng xin cảm ơn là câu với lại cháu này với lại có anh em Hồng Quân. Thì cô cũng thay mặt anh em trong gia đình của cô thì tôi cô cũng xin cô cảm ơn. Cái chỗ cô cũng chẳng biết nữa rồi. Sửa lại cái chỗ. Thì cô cũng trước hết thì cô cũng sửa lại cái nhà với lại cái mỗi lần mà trời mưa to là không có chỗ ngủ con nghe. Tại vì có như lúa này cũng dọc cái trời vậy đó. Trời mưa là dọc ướt hết cả. Dọc ướt cái trời vậy đó. Sao vậy cô? Hả? Chào rồi. Cô xin cái gì? Xin. Hả? Xin. Thiên tiền rồi, cho những cái nam ngộ mùi ngon đó, mỗi lần mà tới là ghi cho cái xe đi đây. Ai tới là xin đưa ra hả? Không biết gì trời. Xíu nữa nói em của cô cho mấy ngàn mua mua đồ ăn hả? Có nói được không? Cô nói được không? Nói chất đi ra. Trời tạo ghê. Rồi bây giờ là mỗi trận chưa nắm số tiền. Chắc là trước giờ cũng không có được số tiền đó đâu. Cô cũng mà bố chị cũng chưa có cái số tiền này, chưa nắm có số tiền đây, cô thấy có số tiền đi cô cũng mừng. Là cô giữ được không? Cô giữ được chứ. Ừ. Đừng cái mấy bữa này trời giông trời mưa rồi nghe rồi dục hết hỉ. Cô giữ chứ. Hả? Cô biết. Mấy bữa này có đi không? Trời mưa có đi nữa không? Đây thì đi cũng tới nhờ mấy bà chị nó núp cái rồi cô về. Dạ. Nói chung là cô là cũng bình thường hết. Cô cũng bình thường đó cô mấy. Là lâu lâu trời mưa là mình nghe tiếng mưa mình nghe sợ. Nghe cái tiếng mưa là sợ rồi. Mình bỏ đi mình chạy. Dạ. Rồi bây giờ là cái cuộc sống hàng ngày thì cũng cơm với rau rồi cũng qua ngày thôi đúng không? Cũng qua ngày nữa. Ví dụ có chị là em nái. Thì không để rồi rồi em sửa lại cái mua ngúa em lật lại cái nhòa với lại cái hiên nữa cái dọc cùng cái trần. Cái hiên mà cũng dầu hả? À cái hiên nữa là cái lũng cái trần luôn nè. Trong nhà chuối không thấy sao? Chuối là sọt chị trần. Nhưng mà sửa lại thì nào sửa cho đủ? Vậy thôi cô trước thấy được cô sửa lại cái hiên đấy rồi. Ừ chứ còn chừng đó tiền mà sửa sao đủ? Được sửa lại cái hiên để điện cái. Ví dụ mua ra 4-5 triệu tô thôi. Mua lập tô hết hả? Ừ. Bỏ ngúa lên lập tô hết hả? Ừ. Thầm ngúa thì ví dụ ngúa thì lấy lại. Thì tôi thấy là để lại cái hiên đi rồi. À cái hiên thì được chứ còn nó trong đó thì sao đủ. Là... Mà trừ nó mưa mà trong nó lại dầu nữa. Dầu ướt cái trời không có chỗ ngủ. Phải nói gia đình này nó cũng dặn như nó cũng tập trung vô hết trong cái gia đình này con hả? Thì tam thứ cũng cô ấy trần nữa. Hầu cô kiểu cô ngầu mà cái độc ác cô cũng kiếm cũng như mà bộ mà trước đó họ cũng cho họ cho đó, cô họ cho đó, cầu bàn họ không cho. À cho tư vi họ cũng cho, nói chung là cái chi họ cũng cho. Cũng họ cho hết trơn. Ừ thôi nha, nói chung là trước giờ cô cũng chưa cầm cái số tiền nào lớn như vậy đúng không? Bây giờ cô giữ cho cẩn thận. Cô đây. Giữ cẩn thận đừng để mất nha. Không cô giữ nha. À. Lợi giữ tiền đem lại. có tiền uống ăn cho mỗi đứa mấy chục đi 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 ăn đi uống hả? Đúng rồi. Uống rồi. Anh có tiền đúng không? Anh lại. Hả? Nè còn 50 này cho hai đứa đi uống nước nè. Cho hai đứa đi uống nước đi. Anh cho không mừng. Phi kìa. Cũng ăn phi đây. Cũng ăn mày. Mua tà chơi nước mày. Xin nữa ra uống nước coi chưa? Đó. Giữ đi mất. Không biết giữ tiền. Không biết giữ tiền hả? Đó, bây giờ vẫn có cắt mà. À. Hai anh bạn thân học lớp chung lớp mà. Ừ, bạn thân đó. Thôi bỏ bớt nữa. Cái tê nhỏ này. Thôi được rồi, thôi bây giờ con cũng xin phép con đi ha. À, thằng mời từ cũng lấy từ mời con cái lợi đồ chơi của thôi, thôi bây giờ con có việc nữa, con về trước nữa. Dạ dạ. Chị tôi bữa. À, cho mấy ngàn, để cho mấy ngàn. Anh ơi. Dạ được kia. Có đồng này đá mùi ngon cũng được cao quá. Ừ. Xin tiền cho tiền với đứa cậu. Cũng... Thì dành mua bánh ăn. Có mua bánh không? Cam đó mày. Không biết cô có biết tiền không? Không biết hả? Ừ, ngay gì rồi đưa cô đi mua đấy. Dạ. Rồi thôi, thôi cũng động bữa trưa thôi mời mấy đứa con đợi được. Thôi, bây giờ con về có nhà có việc nữa. Dạ. Thôi hôm nay Phi cũng đến đây để làm một chương trình thay mặt cho các nhà hảo tâm giúp đỡ cho nhà của cô Hiệp hả? Cô Hiệp. À, cô Hiệp, cô là họ tên là gì? Đinh Thị Hiệp. Cô Đinh Thị Hiệp, 55 tuổi đúng không? 55 tuổi. À.
Hà Nông Đông, ở thôn Hà Nông Đông, xã Điền Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Cô Đinh Thị Hiệp, 55 tuổi. Trước đây cô bị một người lạ hãm hại, có đứa con bây giờ bị thần kinh. Rồi trong nhà thì có anh ruột với lại chị ruột cũng bị bệnh luôn. Anh này là anh Kiên. Dạ. Anh Kiên. Anh Kiên. Chú Kiên hả? Chú Kiên, cô Dung. Dạ. Thì hoàn cảnh gia đình cũng hết sức là khó khăn luôn. Thì Phi cũng đại diện cho gia đình, thay mặt cho gia đình gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi ngày hôm nay để giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình của cô Hiệp có thêm cái điều kiện để trang trải cuộc sống và uống thuốc men. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Dạ, xin mến chào và hẹn gặp lại.